Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Trang địa phương của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ trở lại với mảnh đất đệ tứ chiến khu Đông Triều với những ghi nhận về tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tiêu thụ na dai và chung tay xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2, phường Mạo Khê và trường Tiểu học Trung học cơ sở Việt Dân, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 6 lần 2. người được tiêm đợt này thuộc đối tượng ưu tiên tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo nghị quyết 21 NQCP ngày 18 tháng 6 2021 trên địa bàn thị xã và 300 người là cán bộ công nhân thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam. Công tác tiêm chủng được thực hiện đảm bảo an toàn theo quy định và các hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đối tượng tiêm được thông báo đến tiêm theo đúng khung giờ quy định, đảm bảo giãn cách, thực hiện 5K và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được khuyến cáo. Hai địa điểm tiêm được sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý. Quy trình tiêm chủng được thực hiện theo quy tắc một chiều, gồm phòng chờ, phòng khám sàng lọc trước tiêm, phòng tiêm và phòng theo dõi sau tiêm. Chỉ có duy nhất một đường vào và một đường ra để dễ dàng theo dõi và kiểm soát các đối tượng được tiêm chủng. Sau khi tiêm, người được tiêm sẽ được theo dõi nghỉ ngơi 30 phút, được hướng dẫn phương pháp tự theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày và cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trước khi ra về. Đợt tiêm chủng được đông đảo người dân trên địa bàn thị xã Đông Triều tham gia tích cực, ghi nhận và đánh giá cao. Hôm nay chúng tôi là những người dân và những khu vực này cũng có tiếp xúc với khu vực nông thôn buôn bán và cứ ngoài ra trao đi ra ngoài cùng với là các tỉnh lân cận, nên chúng tôi được tiêm cái mũi đầu tiên, chúng tôi rất là phấn khởi và an tâm và tin rằng là cái chính sách này của nhà nước sẽ làm nhanh chóng nhân rộng để có thể dân dục Việt Nam chúng ta mỗi người đều có thể đạt được những cái ước nguyện là tiêm vaccine một cách nhanh nhất, tốt nhất để có thể chúng ta giữ được sức khỏe cho tất cả cộng đồng. Mà đến bây giờ là chúng tôi tiêm xong rồi, rồi chúng tôi lại vào phòng chờ 30 phút rồi. Bây giờ thấy người ấy lúc toàn phái, sự phấn khởi, cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm cho chúng tôi tiêm vaccine. Tính đến ngày 5 tháng 8, 2021, thị xã Đông Triều đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 4.666 người mũi 1 và 741 người mũi 2. Hiện tại, tất cả các trường hợp sau tiêm phòng có sức khỏe ổn định. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các thiết bị, vật tư y tế, nhân lực thực hiện nhiệm vụ, cùng với kinh nghiệm đúc rút sau chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 qua các đợt, tin tưởng công tác tiêm chủng trên cả nước cũng như thị xã Đông Triều sẽ bảo đảm mục tiêu tiêm đến đâu an toàn đến đó và không để lãng phí vaccine. Đông Triều là địa phương trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh với thế mạnh nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung như vải thiều, na dai, cam đường canh, bưởi diễn. Những ngày này, bà con nông dân nơi đây đang tập trung thu hoạch na dai, một sản phẩm OCOP của địa phương. Từ ngày 20 tháng 7 đến nay, gia đình chị Nguyễn Thị Trà, thôn Khê Thượng, xã Việt Dân, tất bật thu hoạch na dai chính vụ. Trung bình mỗi ngày, gia đình chị Trà thu hoạch 3-4 tạ quả. Để kịp thời thu hoạch na đúng vụ, cả gia đình chị phải tập trung toàn bộ nhân lực. Thu hoạch đến đâu, gia đình chị lại chấm hoa, thụ phấn để gối vụ đến đó. Vì thế, vườn na dai của chị có diện tích hơn 1 hecta với gần 1.000 cây, năm nào cũng cho thu hoạch từ tháng 7 đến hết tháng 12 dương lịch. Được sự quan tâm rất là nhiệt tình, rất là sát sao từ các cấp chính quyền. Gần vào vụ thì bọn em đã được đi họp rất là nhiều lần ấy, được đưa ra rất nhiều những phương án để tính như cái việc là sắp tới là COVID, tình hình COVID như thế thì sẽ bán như thế nào. Việc tiêu thụ na đến thời điểm này nói chung là rất là ổn định. Có khi nếu trong thời gian tới mà cứ được như thế này thì nhân dân cũng rất là phấn khởi. Năm 2021, thị xã Đông Triều có diện tích trồng na trên 800 hecta, chủ yếu là na dai, được trồng tập trung tại các xã Việt Dân, An Sinh, Tân Việt, Bình Khê với 1.550 hộ trồng, sản lượng dự kiến 6.500 tấn quả.
sản phẩm na Đông Triều có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm, quá trình trồng, chăm sóc, phòng trừ bệnh, thu hoạch được kiểm soát. Hiện thị xã có trên 350 hectare được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản phẩm đã có bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể. Nói chung là cái la của cái thị trường Đông Triều này thì nó được đánh giá rất là tốt. Vì là ăn nó có cái mùi vị đặc trưng, nó thơm, ngon, ngọt hơn so với các vùng đất khác. Thì các tỉnh ngoài thì những cái xe thu mua đấy, thì thường thường là những cái tỉnh Tuyên Quang, rồi Thái Bình, rồi Hà Nội, Hưng Yên. Thời điểm này đang là vụ thu hoạch rộ na dài, tập trung từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9. Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc tiêu thụ na dài năm nay đã được thị xã và các xã phường chủ động lên kịch bản và phương án tiêu thụ giúp bà con yên tâm sản xuất. Tổng lượng tiêu thụ đến hết ngày 4 tháng 8 là hơn 1.700 tấn, bằng 23% tổng lượng cần tiêu thụ. Trong đó tiêu thụ qua kênh truyền thống thương lái chiếm 96,5% với giá bán dao động từ 12 đến 20.000 đồng một kg đối với na dai và 65 đến 80.000 đồng một kg đối với na bở. Tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử chiếm 3,2%, còn lại là tiêu thụ tại các chợ, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi. Và trước một tháng và vụ la đã có chỉ đạo với kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ ra bà con. Thì giải pháp thứ nhất chúng tôi cũng hết sức là quan tâm, tập trung với việc tạo điều kiện tối đa cho các kênh thương lái có điều kiện thuận lợi nhất để về cái vùng na Đông Triều để tiếp cận thu mua sản phẩm na bà con. Thì đối với cái việc này thì chúng tôi đã cho nắm danh sách các cái thương lái đăng ký về mua na và cấp cái logo cho các cái xe mà về thu mua. Đồng thời thì cũng tổ chức cái việc lấy mẫu xét nghiệm gộp ở trên địa bàn các xã để giảm cái chi phí cho người về thu mua. Chỉ đạo các cái chốt là sẽ tạo một cái luồng riêng để cho các cái xe, các cái phương tiện vào thu mua na được thuận lợi nhất. Cây na dài đã và đang là cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ nông dân thị xã Đông Triều thoát nghèo làm giàu, để phát triển xứng tầm là vựa na lớn nhất toàn tỉnh. Thời gian tới, thị xã Đông Triều sẽ tiếp tục tuyên truyền, quảng bá và hỗ trợ các hộ trồng na trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm, cũng như duy trì tốt kỹ thuật trồng, chăm sóc na an toàn, bảo đảm chất lượng, giữ vững thương hiệu na dài Đông Triều. Trên địa bàn thị xã Đông Triều có 4 xứ đạo, 11 họ đạo với trên 8.300 giáo dân, tập trung chủ yếu ở các xã Việt Sơn, Bình Dương và phường Mạo Khê, Hồng Phong. Những năm qua với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc, đồng bào Công giáo đã tích cực chung tay góp sức cùng địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu biểu là giáo xứ Đông Khê. Việt Dân là xã có đông đồng bào Công giáo nhất thị xã Đông Triều, chiếm trên 70% dân số, thuộc giáo xứ Đông Khê. Đây cũng là xã điển hình của thị xã Đông Triều trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao cấp xã và vườn mẫu, hộ mẫu từ năm 2017, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả tỉnh và cả nước vào tháng 6 năm 2019. Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn gặp không ít khó khăn thử thách do xuất phát điểm thấp, nhưng giáo dân nơi đây đã tích cực ủng hộ, hưởng ứng các cuộc vận động của chính quyền địa phương, tham gia hiến sức, hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường trục xã, liên xã, trồng cây xanh, chung tay để hoàn thành các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Gia đình tôi đã thực hiện tất cả các cái tiêu chí mà nông thôn kiểu mẫu đề ra, thì gia đình cũng đã tham gia và đã hưởng ứng, thế và cũng đã có hiến đất lại để làm đường, thế rồi là trồng cây xanh hai bên đường để cho hai bên đường được đẹp. Khi mà ý thức được trong cái địa bàn là nông thôn kiểu mẫu thì cũng nói với giáo dân trước hết là giữ cái môi trường xanh sạch đẹp, an ninh trật tự, rồi phát triển kinh tế, để rồi vừa là thể hiện được một công dân
để làm tròn bổn phận của một công dân đối với nhà nước quốc gia dân tộc, rồi cũng lại bổn phận một con chiên của Chúa sống tốt đời đẹp đạo. Trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trong toàn quốc là kết quả tiêu biểu nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã Việt Dân, sự chung tay góp sức của các tổ chức trong và ngoài nhà nước, cũng như đông đảo người dân, trong đó có đồng bào Công giáo nơi đây. Tận dụng thế mạnh đất đai, cộng thêm sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương trong việc tập huấn, nghiên cứu cách làm hiệu quả, bà con giáo dân đã nghiên cứu nguồn giống, cách thức trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả phù hợp cho thu nhập ổn định như na, cam đường canh, bưởi diễn theo quy trình Việt Gáp. Giá trị sản lượng cây ăn quả năm 2020 đạt khoảng 58,3 tỷ đồng. Cùng với phát triển trồng trọt, bà con cũng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng bán công nghiệp và công nghiệp. Gia đình chúng tôi là gia đình công giáo thuộc giáo xứ Đông Khê. Hiện nay là chúng tôi cũng đang làm một cái mô hình trang trại nhỏ nhưng mà cũng đầy đủ về vấn đề về ao chuồng, ao cá thì một năm chúng tôi cũng thu hoạch được hơn 100 triệu về 3 mẫu ao. Còn về lợn thì cũng một năm được vài tấn. Còn kết hợp thêm trồng rau, rồi là chăn gà, chăn vịt ở trên bờ. Và toàn bộ là về phần cây ăn quả, tổng thu nhập mỗi năm cũng được vài trăm triệu để góp vào phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh việc phát triển kinh tế xã hội, đồng bào Công giáo còn tích cực tham gia hưởng ứng các chương trình phúc lợi, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hàng tuần, sau mỗi buổi lễ ở nhà thờ, Hội đồng Giáo xứ lại vận động giáo dân tham gia dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh hai bên đường, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Trách nhiệm của chúng tôi là những người giáo dân thì luôn muốn rằng thì là xã đẹp và xứ họ của mình lúc nào cũng được đẹp và tiên tiến. Cho nên là bà con chúng tôi luôn luôn nhắc nhở nhau là ở quãng đường nào thì chúng tôi chịu trách nhiệm ở quãng đường đó luôn luôn phải sạch đẹp. Chúng tôi đã phối hợp cùng với là linh mục quản xứ, các chức sắc chức việc và đồng bào giáo dân hiểu rõ về cái mục đích, ý nghĩa và cái tầm quan trọng trong chương trình xây dựng thôn mới kiểu mẫu. Chính vì xác định được cái nhiệm vụ đó mà chúng tôi đã làm tốt công tác vận động và đến nay thì khẳng định một điều, các chức sắc chức việc đồng bào giáo dân đã tham gia rất tích cực và đem lại được rất nhiều cái kết quả đáng tiêu biểu trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế, an ninh chính trị, rồi là xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng cảnh quan môi trường. Đấy là những cái tiêu chí rất là lớn mà sự đóng góp của chức sắc chức việc và đồng bào giáo dân đối với xây dựng thôn mới kiểu mẫu tại Việt Dân. Với cách làm phong phú, phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm, đồng bào Công giáo xã Việt Dân sẽ tiếp tục là một trong những lực lượng điển hình cùng với địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó tiếp tục khẳng định vị thế của xã Việt Dân, một trong những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Chương trình Trang địa phương của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.